Ngày hôm nay thì Mạnh Dũng sẽ cho các bạn biết lý do vì sao mà chị Đại lại có ý định tấn công thầy Minh Tuệ. Như các bạn đã từng theo dõi cái drama cách đây vài năm thì chị Đại có thân thiết với ông Sàm Tăng, đó là ông Thích Nhật Tiền. Vì vậy cái ý đồ của chị Đại muốn tấn công vào thầy Minh Tuệ đó là đã quá rõ ràng rồi, đúng không các bạn? Thế nhưng mà Mạnh Dũng nói rằng là từ trước đến nay những ai đã từng xúc phạm đến thầy Minh Tuệ đều được trả một cái giá cực đắt. Nếu ai có ý đồ mà xúc phạm đến thầy Minh Tuệ thì cái nghiệp nó đến rất nhanh nha các bạn nhé. Xây thành 3 năm đổ 1 giờ. Vì thầy Minh Tuệ, thầy tu, thầy có đụng chạm đến ai đâu, đến con kiến thầy ấy cũng không còn nỡ dẫm chân vào. Thì lý do gì mà các người lại có ý đồ đụng chạm đến thầy ấy? Mọi người nhìn thấy bức ảnh này nè, có gì là lạ không? Có một người bạn đã gửi cho tôi cái bức ảnh này và một clip luôn ha. Trong hình là cô Hằng và chú Dũng đứng cạnh Thích Nhật Tự này. Nếu đây là sự thật thì tôi đã hiểu tại sao mà cô Hằng lại sân si với lại sư Minh Tuệ. Còn nếu mà không phải thì mọi người hoan hỷ ha.